cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Hiện lương hưu của người làm trong khu vực nhà nước đang được tính mức bình quân của các năm cuối theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, những người bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 trở đi sẽ hưởng lương hưu trên nền tiền lương của toàn bộ quá trình, tương tự như khu vực doanh nghiệp. Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi 2024 được Quốc hội thông qua cuối tháng 6 tại kỳ họp thứ 7, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, đã quy định lộ trình điều chỉnh cách tính lương hưu của khu vực nhà nước và doanh nghiệp như nhau. Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi 2024 kế thừa quy định Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định tính lương hưu theo mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội khu vực nhà nước. Cụ thể, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau. Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm của toàn bộ thời gian. Theo luật mới, về cơ bản vẫn giữ nguyên quy định về mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu trợ cấp một lần đối với người lao động trong khu vực doanh nghiệp. Theo đó, lương hưu của lao động ở khu vực này vẫn tính bình quân toàn bộ quá trình đóng bảo hiểm xã hội, kế thừa quy định hiện hành của Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Đồng thời có lộ trình điều chỉnh cách tính lương hưu khu vực nhà nước và doanh nghiệp như nhau. Đối với người đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 trở đi thì tính bình quân toàn bộ quá trình đóng tương tự khu vực doanh nghiệp. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định khu vực doanh nghiệp, thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội chung của cả hai giai đoạn. Chính phủ sẽ quy định chi tiết nội dung này và mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng trong một số trường hợp đặc biệt. Về căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định thì tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương tháng theo chức vụ, chức danh, ngạch bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, hệ số chênh lệch bảo lưu lương nếu có. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là tiền lương tháng bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được thỏa thuận trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương. Trường hợp người lao động ngừng việc vẫn hưởng tiền lương hàng tháng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất thì đóng theo tiền lương được hưởng trong thời gian ngừng việc. Ngoài ra, một số trường hợp đặc biệt thì tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc do chính phủ quy định. Bên cạnh thay đổi cách tính lương hưu khu vực nhà nước, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 cũng đã quy định cụ thể về mức tham chiếu thay cho mức lương cơ sở. Mức tham chiếu này sẽ dùng để tính mức đóng, mức hưởng một số chế độ bảo hiểm xã hội và do chính phủ quyết định. Khi chưa bãi bỏ mức lương cơ sở thì mức tham chiếu quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 bằng mức lương cơ sở. Tại thời điểm mức lương cơ sở bị bãi bỏ thì mức tham chiếu không thấp hơn mức lương cơ sở tại thời điểm đó. Mức tham chiếu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội.
Căn cứ theo Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Theo đó, người lao động là công dân Việt Nam tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi tử vong hoặc bị tòa án tuyên bố là đã tử vong thì thân nhân được hưởng tiền tuất hàng tháng nếu thuộc một trong 4 trường hợp sau. Thứ nhất, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên. Thứ hai, người lao động đang hưởng lương hưu hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu. Thứ ba, người lao động tử vong do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Thứ tư, người lao động đang hưởng hoặc đang tạm dừng hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Tuy nhiên, không phải thân nhân nào của người lao động cũng được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, mà chỉ có thân nhân đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 mới được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 cũng quy định thân nhân của đối tượng được hưởng mức trợ cấp tuất hàng tháng gồm có các con, bao gồm cả con khi người mẹ đang mang thai mà người cha đã tử vong, con khi lao động nữ mang thai hộ, đang mang thai mà người cha hoặc người mẹ nhờ mang thai hộ đã tử vong thì được hưởng đến khi đủ 18 tuổi, con bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, vợ chồng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ Luật Lao động, vợ chồng chưa đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ Luật Lao động mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Ngoài ra còn các đối tượng cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc của chồng, thành viên khác của gia đình đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ Luật Lao động mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc của chồng, thành viên khác của gia đình chưa đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ Luật Lao động, bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức tham chiếu. Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 70% mức tham chiếu. Trường hợp một số người tử vong hoặc bị tòa án tuyên bố là đã tử vong thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng tối đa là 4 người. Trường hợp có từ 2 người tử vong hoặc bị tòa án tuyên bố là đã tử vong trở lên thì thân nhân được hưởng 2 lần mức trợ cấp, báo Kinh tế và Đô thị thông tin. Luật Bảo hiểm xã hội 2024 giúp người lao động và người sử dụng lao động được phép tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung để hưởng lương hưu ở mức cao. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đã có nhiều điểm mới, mở rộng quyền lợi cho người lao động, khuyến khích việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm để nhận lương hưu thay vì rút bảo hiểm xã hội một lần. Đối với người lao động đã ngừng đóng bảo hiểm nhưng không rút bảo hiểm xã hội một lần mà giữ lại thời gian đã đóng, họ sẽ có cơ hội nhận được các quyền lợi cao hơn. Khi tiếp tục tham gia, họ sẽ được hưởng các chế độ với mức cao hơn do các chế độ này tính theo thời gian đóng bảo hiểm như chế độ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đồng thời, điều kiện để nhận lương hưu cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, trong thời gian nhận lương hưu, người lao động còn được Quỹ Bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế. Nếu không đủ điều kiện nhận lương hưu và chưa đến tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, họ vẫn có thể nhận trợ cấp hàng tháng và trong thời gian này, ngân sách nhà nước sẽ đóng bảo hiểm y tế cho họ. Bên cạnh đó, người lao động còn có cơ hội tiếp cận các chính sách hỗ trợ tín dụng nếu họ có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng bị mất việc làm. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 bổ sung một chương về bảo hiểm hưu trí, bổ sung quy định rõ về đối tượng tham gia, nguyên tắc quỹ bảo hiểm và chính sách của nhà nước đối với loại hình bảo hiểm này. Quy định này giúp người sử dụng lao động và người lao động có thêm lựa chọn đóng góp để nhận mức lương hưu cao hơn. Đối tượng tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung bao gồm cả người sử dụng lao động và người lao động. Về chính sách, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 khuyến khích phát triển bảo hiểm hưu trí bổ sung thông qua các ưu đãi thuế,
hoàn thiện khung pháp lý, chính sách và tổ chức thực hiện một cách chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch. Điều này tạo điều kiện cho người lao động và người sử dụng lao động có thêm lựa chọn tham gia để hưởng lương hưu cao hơn. Căn cứ theo Điều 125 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định nguyên tắc bảo hiểm hưu trí bổ sung như sau. Điều 125 Nguyên tắc bảo hiểm hưu trí bổ sung. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do người sử dụng lao động và người lao động tự nguyện thỏa thuận. Khoản đóng góp vào quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung được quản lý theo từng tài khoản hưu trí cá nhân. Hoạt động quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung thực hiện theo nguyên tắc công khai minh bạch và phải đảm bảo đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Mức chi trả bảo hiểm hưu trí bổ sung được xác định trên cơ sở số dư tài khoản hưu trí cá nhân tại thời điểm chi trả được tích lũy thông qua hoạt động đầu tư quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung theo nguyên tắc thị trường. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, 4 nguyên tắc bảo hiểm hưu trí bổ sung cụ thể. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do người sử dụng lao động và người lao động tự nguyện thỏa thuận. Khoản đóng góp vào quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung được quản lý theo từng tài khoản hưu trí cá nhân. Hoạt động quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung thực hiện theo nguyên tắc công khai minh bạch và phải đảm bảo đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Mức chi trả bảo hiểm hưu trí bổ sung được xác định trên cơ sở số dư tài khoản hưu trí cá nhân tại thời điểm chi trả được tích lũy thông qua hoạt động đầu tư quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung theo nguyên tắc thị trường.